Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Khanh Béo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe thật là dồi dào, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Thì sau đây tiếp tục Khanh Béo TV xin được cập nhật lễ tang của em Hoàng Minh Hiệu. Em sinh năm 1985. Không may, em bị gặp tai nạn giao thông và đã chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã trở về với tổ tiên. Em ra đi để lại cho người vợ cùng với ba đứa con nhỏ và để lại cho bố mẹ những nỗi niềm xót xa đau khổ. Sau đây thì chương trình lễ tang của em Hoàng Minh Hiệu diễn ra như thế nào? Thì Khanh Béo TV xin được trân trọng và kính mời toàn thể các quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, đây là lễ tang của em Hoàng Minh Hiệu. Em Hoàng Minh Hiệu sinh năm 1985. Hiện em trú tại thôn Lư La, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Do không may, em bị gặp tai nạn giao thông, mặc dù đã được toàn thể gia đình, các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng vì vết thương quá nặng, em đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã trở về với tổ tiên. Em ra đi để lại cho người vợ cùng với ba đứa con nhỏ, thế là kể từ nay không bao giờ gặp lại. Nỗi xót xa của người vợ khi nghe tin chồng gặp tai nạn giao thông thật quá đau xót bàng hoàng, nhưng không biết làm sao được. Dẫu biết rằng cuộc đời không thể tránh khỏi sự sinh ly tử biệt, nhưng không ai mong muốn cuộc đời của mình lúc này đây lại đứt gánh ngang đường, một gánh nặng vô cùng to lớn. Đó là em để lại ba đứa con, để gánh nặng đè lên vai một người vợ chân yếu tay mềm. Xót xa, nghẹn ngào, ai ai cũng bàng hoàng khi trở về đây để chứng kiến cảnh vợ khóc chồng, con nhỏ khóc gọi cha. Những nỗi niềm xót xa thật sự lúc này đây xin được chia sẻ cùng với gia đình tang quyến, và cũng cầu chúc cho em được thanh thản về cõi vĩnh hằng, được an bang mát mẻ, được ngàn thu yên giấc. Kính thưa quý vị, nhìn những đứa con nhỏ khóc gọi cha mà lòng xót rạng đau, không có gì có thể lấy lại được. Từ nay không còn cha là trụ cột của gia đình như ngày nào được nữa, không thấy bóng dáng cha những lúc chiều về cha bế con như mọi khi được nữa. Kính thưa quý vị, lúc này đây tất cả mọi người đang tề tựu bên linh cữu của em, ai ai cũng bày tỏ tấm lòng thương tiếc vô hạn, nhưng chỉ biết đứng và khóc những giọt nước mắt rơi đau xót vô cùng. Bố mẹ, ông bà, anh chị em, rồi bà con hàng xóm, bạn bè gần xa, khi biết tin ai cũng trở về đây mà không sao cầm được nước mắt. Cảnh lá vàng khóc lá xanh rơi, trời ơi có thấu cho người trần gian. Nghe tin em mất bàng hoàng, ai ai cũng xúc động để trở về được thắp một nén nhang để tiễn em nuốt chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Sau đây, chương trình lễ tang diễn ra như thế nào? Mời các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi.